Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Tuấn Ngọc và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bộ preset gồm hơn 100 effect cũng như là transition khác nhau dành cho video của các bạn. Và cụ thể như thế nào thì các bạn hãy xem ngay video nhé. Bắt đầu thôi. Và bộ preset mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó chính là Stop Motion Preset. Bộ preset này có sẵn ở trên Elementor, các bạn có thể xem qua một số cái preview về cái bộ này nhé. Ví dụ như là nó là của nhà phát triển là Lee Prison, Lee Seal. Nó hơn 100 cái stop motion preset này dành cho Premiere Pro. Có 3 cái footage ở trong này thì mình sẽ nói sau trong video nhé. Cái preset này có thể hoạt động trên tất cả những cái độ phân giải các bạn từ HD cho đến 8K nhé. Đó cũng sẽ ứng như là Move chuyển động, Crop này, hoặc là Scale, đó vân vân vân. Thì thực ra là cái bộ này có giá là $20 ở trên Elementor. Nói là giveaway thôi, nhưng thực ra là mình đã public cái link tải ở trong phần mô tả video rồi. Bất kỳ bạn nào cũng có thể nhắm vào đó để tải về nhá. Ở đây thì mình đã up lên cái link là FCR. Thì có một số bạn đã hỏi mình là tại sao không up cái link này lên Google Drive để tải nhanh hơn. Thì rất xin lỗi các bạn là do dung lượng ở Google Drive của mình đã sắp hết rồi và mình chưa kịp mua thêm, cho nên là mình đã up lên FCR thôi. Đối với những file mà có dung lượng cao thì mình luôn khuyên các bạn là nếu có thể thì mua Fcode với 5.000 đồng để mà tải 10 lần trong ngày rất là nhanh nhá. Còn nếu không thì các bạn có thể paste cái link này vào phần link vip.net đó và nhấn vào get link thì nó cũng sẽ tìm cho các bạn một cái link để mà tải nhanh hơn. Tốc độ tải xuống cũng rất là ok. Đấy, đó là một điều mà mong các bạn thông cảm với mình. Rồi, ở đây thì sau khi tải về các bạn sẽ có một cái tệp zip ở đây, các bạn hãy dùng Windows để giải nén nhá. Và để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì mình cũng đã giải nén sẵn ra rồi. Đó, ở đây mình sẽ có một cái mục là Stop Motion Preset. Các bạn hãy nhấn thư mục này và khi mở lên các bạn sẽ thấy một cái preset dành cho Premiere Pro. Đó. Và ở đây có một thư mục là footage nữa. Thì khi mà các bạn mở lên ấy, các bạn sẽ thấy ba cái video này. Thì mình sẽ nói sau trong phần hướng dẫn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ mở Premiere lên để mà hướng dẫn các bạn cách để mà import cũng như là sử dụng những cái effect này. Đó, các bạn chờ một chút. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một số cái footage mình đã download về để mà hướng dẫn cho các bạn. Đó thì đầu tiên để mà import những cái preset này vào thì các bạn cũng có thể chọn vào phần effect ở đây, hoặc là các bạn cũng có thể nhấn vào phần effect ở trên tab trên cùng ấy. Đó thì nó sẽ hiện ra. Và nếu bạn nào mà không thấy cái bảng chọn này, các bạn có thể nhấn vào Windows và tích vào effect thì nó sẽ hiện ra nhá. Thì trong phần effect các bạn sẽ thấy một cái mục là preset. Đó thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào chọn import preset, các bạn tìm đến cái preset mà các bạn đã tải về. Rồi bây giờ thì mình có thể tìm trong phần preset hoặc là mình sẽ tìm kiếm luôn là cho nhanh. Đó tên là Stop Motion Preset, Stop Motion. Đó thì cái mục preset này được chia ra làm 3 phần chính, đó là Animation, In và Out. In là những cái hiệu ứng, những cái chuyển cảnh dành cho mở đầu video các bạn, như kiểu là intro ấy. Còn outro, còn out thì nó ngược lại thôi. Out là những cái chuyển cảnh, những cái hiệu ứng mà để kết thúc video của các bạn. Đấy. Và trong phần Animation thì là những cái hiệu ứng nó sẽ ảnh hưởng đến phần giữa của video hoặc là ảnh hưởng đến toàn video của các bạn, chứ không phải là mở đầu hoặc là kết thúc. Đó như vậy. Thì ở trong phần in này có rất là nhiều mục như là clockwise, crop, move hoặc là scale đó. Mỗi mục thì lại có rất là nhiều mà mình không biết là có bao nhiêu cái nữa. Thì các bạn có thể thử từng cái một và xem cái nào ưng ý nhá, thì các bạn có thể dùng. Ở đây thì mình sẽ thử một cái đầu tiên, nó là clockwise này, và mình sẽ kéo vào video của các bạn xem thử. Đó thì nó sẽ hiện là như kiểu hiệu ứng như đồng hồ ấy. Nó như vậy. Hoặc là hiệu ứng crop chẳng hạn, đó mình sẽ kéo vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện từ dưới lên, đó là hiệu ứng crop hoặc là hiệu ứng move. Đây là hiệu ứng chuyển từ dưới lên và wiggle in. Đó trông khá là hay đúng không nào. Phần scale mình sẽ thử và mình cũng sẽ kéo vào thử cho các bạn xem. Đó thì nó to dần từ dưới lên. Những cái hiệu ứng này các bạn có thể chọn dần dần và thấy cái nào ưng ý thì các bạn cứ dùng thôi. Ở phần out ấy thì nó cũng là hiệu ứng thì nó cũng tương tự như phần in luôn, cũng có clockwise, cũng có crop, cũng có move, cũng có scale, nhưng nó sẽ ngược lại với in, bởi vì là in thì nó sẽ là mở đầu thì out nó sẽ là kết thúc, kiểu như vậy thôi. Còn trong phần animation thì ở đây mình sẽ thử luôn là cái offset bottom nhá. Thì khi mà mình kéo cái này video thì nó sẽ ảnh hưởng đến giữa video của bạn. Đấy, khi mà mình kéo vào này thì đến giữa video nó sẽ hiện ra một cái chuyển cảnh từ dưới lên. Ở phần dưới các bạn có thể thử thêm dần dần nhá. Có một số hiệu ứng mà mình rất thích ở đây, đó là ba cái đầu tiên này. Jiggle, flicker and out of focus. Đó thì khi mà kéo vào video của bạn ấy thì nó sẽ rung lắc video của bạn kiểu như vậy và làm cho video của bạn trông giật giật. Và có một số đoạn nó sẽ bị out nét. Đó thì hiệu ứng này trông khá là độc đáo không nào. Và tuy nhiên thì các bạn cần để ý nhá, khi mà bạn sử dụng hiệu ứng này thì do là nó sẽ lắc video của bạn cho nên là
các bạn sẽ thấy một số cái viền đen ở trong phần video đó, ở đây đó. Thì khi mà để mà khắc phục cái này thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy kéo cho video của các bạn to lên một chút đó, mình sẽ tăng scale lên là 110 chẳng hạn, thì điều này sẽ được khắc phục đó, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần ba cái video ở trong phần footage nhá. Thì để mà import cái video vào thì rất là nhiều bạn biết rồi, nhưng mình sẽ nói lại là các bạn có thể click chuột phải vào đây và chọn là import, hoặc là các bạn có thể nhấn vào Ctrl cộng Y để mà import những cái video này vào nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ kéo ba cái video này vào timeline. Đầu tiên mình sẽ nói về từng cái một nhá. Noise như kiểu là những cái hiệu ứng bị nhiễu ở TV kiểu như vậy. Thì khi mà các bạn kéo này vào video của bạn thì các bạn sẽ không nhìn thấy những cái video ở dưới. Thì trong phần blend mode các bạn đã chuyển normal thành overlay nhá, thì hiệu ứng này sẽ hiện lên rất là rõ ràng. Và nếu các bạn cảm thấy hiệu ứng này nó quá là mạnh thì các bạn có thể giảm cái opacity xuống. Ở đây mình sẽ giảm xuống 50 thì là khá là ổn. Thì tùy các bạn có thể giảm sao cho ưng mắt các bạn thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về leak. Leak nó sẽ là những cái vệt sáng mà nó blur ấy, mà trông nó ảo ảo trong video của bạn ấy, kiểu như vậy. Thì các bạn trong phần blend mode này các bạn hãy chuyển normal thành line dot s, kiểu như không biết đọc nào cho chuẩn. Đấy. Thì nếu mà các bạn cảm thấy hiệu ứng này nó mạnh quá thì các bạn có thể giảm opacity xuống. Đó, ở đây mình giảm xuống 65 là ổn rồi. Thì cuối cùng là phần judge, các bạn hãy chuyển normal thành screen nhá. Đó, đó thì hiệu ứng này sẽ lên rất là rõ ràng. Rồi, kiểu như vậy. Đó, rất là đơn giản đúng không nào? Và nếu mà những video của bạn dài hơn thì các bạn chỉ cần nhân đôi những cái footage này thôi. Đó, ở đây mình sẽ giữ là an thả cái phím chuột ra trước, sau đó mới thả an. Đó, thì những cái video này sẽ được nhân đôi lên. Đó, rất là đơn giản đúng không nào? Trên đây thì mình đã chia sẻ với các bạn một bộ preset mà mình nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với những bạn mà làm những cái video và nhiều ảnh ý, gộp nhiều ảnh vào chẳng hạn, thì rất là phù hợp, rất là cần thiết. Hy vọng là những chia sẻ này hữu ích với các bạn. Và đừng quên nhấn like và share với bạn bè để mà họ cũng biết nhá. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để nhận thêm những chia sẻ, những cái effect hữu ích như này nhá. Và rất là mong những ý kiến đóng góp của bạn, những góp ý, những nhận xét hoặc là phàn nàn của bạn về những video của mình trong phần mô tả video để mình có thể phát triển và hoàn thiện hơn những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.